Ok, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay nhân tiện vừa làm xong cũng là một buổi chiều tà rồi. Thì hôm nay đang tiến hành cũng như là cho mấy anh em thầy thợ cuối tuần ráng tranh thủ làm cho nó xong sớm nha mọi người. Đó, xong sớm xong nhanh. Thì sẵn đây là mình quay và chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị luôn. Đó là những cái dòng xe cũng như là hiện tại là chuẩn bị gửi đến cho tất cả quý anh chị nha. Đó, một cái dòng xe rất là VIP Kubota M9570 nha quý anh chị nha. Đó, con này được mình sơn dọn mới, máy móc tàu số nguyên rinh. Đó, chỉ có sơn mới là thay nha quý anh chị nha. Đó, được trang bị vỏ lớp 4 chiếc lớp mới nha. Lớp sau là mình đi lớp Hàn Quốc, còn lớp trước là mình đi lớp Ấn Độ. Nguyên cây luôn, nguyên cây nóc luôn rồi. Đó, cho nó đẹp. Rồi lật tay lái cũng như là mâm miết rồi mình đã sơn lại mới hết toàn bộ quý anh chị nha. Như một chiếc xe hãng thôi, không khác gì chiếc xe mới hết á. Đó, con này vỏ trước là 12.4-24. Đó, 12.4-24. Vỏ trước là 8 lớp bố, vỏ India là của Ấn Độ nha quý anh chị nha. Đó, mình không có gắn vỏ mà vỏ kiểu như vỏ đắp, vỏ đồ, vỏ tầm bậy em bả. India, Made in India. Đó, bố ni lông 8 bố 8BR nha quý anh chị. Vỏ trước là 12.4-24. Vỏ sau thì mình đi vỏ Hàn Quốc 18.4-34. Vỏ sau nó hơi mềm mất ơi. 12 bố. Đó, rất là dày. Vỏ Tyrone của Hàn Quốc nha. Vành mâm mình đã fit lại mới cho quý anh chị nha. Đó, tem bọng rồi nè. Đèn từng cái dây, từng cái ống nha quý anh chị, từng con ốc, từng cái chốt luôn nha, từng cái lọc dầu rồi nè. Đó, mình fit lại cho nó đẹp. Đó, cũng như là cho nó hoàn thiện hơn về chiếc xe cũ đã bỏ rất là lâu theo 5 tháng nha quý anh chị. Đó, mình sẽ làm lại cho nó mới hết 100%. Đó, nhưng mà vẫn giữ rin được trái tim, linh hồn của nó là động cơ và cầu số quý anh chị nha. Nguyên rin 100%. Đó, Kubota M 9570. Đó, hai cầu, bốn máy, trợ lực tay lái, số cơ bên cơ, gài cầu cơ. Đó, toàn bộ hết luôn nha quý anh chị nha. Đó, con này được cái là cơ full cơ, không có cầu điện, không có gì hết. Động cơ bốn máy trục bô. Công suất của nó là 95 mã, bốn máy. Đó, rất là VIP. Trong cái tầm tiền mà để sở hữu con này thì cực kỳ là rẻ luôn anh chị nha. Đó, bỏ bọng này. Phía sau dòng này thì được cái là có ti năng chống đẩy đồ rất là ok ha, quá là VIP luôn. Bây giờ mình đang cho anh em thầy thợ rửa. Rồi lại lần nữa, rồi xong mà bắt đầu mới kiểm tra coi thử nó xì dầu chảy nhớt chỗ nào nữa nha quý anh chị nha. Chứ không phải vậy là xong đâu. Đó, điện đèn còi nữa. Dạ, xong rồi. Xe thì hiện tại cuối năm thì rất là nhiều. Quý anh chị nào đang có nhu cầu thật sự muốn mua, muốn trải gọi là lập nghiệp đó, thì sẽ liên hệ nha. Đó, giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Nhân ma US40 rồi nè. Đó, mình cho fit đồ lại sạch sẽ hết, chờ kiểm tra lại lần cuối nữa là lên sóng cho mọi người coi nha. Con này cũng cực kỳ là rẻ thôi. Đó, bụi quá bụi con chơi, đậu xe đây đậu quá cho bụi luôn. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì nó dơ quý anh chị. Đó, V52 thì mình cũng fit nguyên con mới. Đó, cầu số, máy móc nguyên trinh đều là làm mới 100% hết nha, từng cái ốc, từng cái chốt hết luôn, làm mới 100% luôn quý anh chị nha. Giờ để mình xịt nước cho anh em thầy thợ rửa cho nhanh nha. Ok.
cái con dòng Kutai M9570 này mọi người. Thì được một cái á, là nó sử dụng hộp số là 4. Con này là 4 số tới, 1 số R, 1 số lùi. Cái tầng nhanh chậm của nó là có tới 4 tầng nha quý anh chị. 4 tầng với 4 số là 8. 8 8 số tới, 8 số lùi. À, 8 số tới. 1 2 3 4, 4 tầng. 4 16. Nó cũng dạng giống như là đồng tốc luôn. Có cả vi sai cọc trước. 8 tiến 8 lùi. Đó. Tốc bi rồi, đang mai cho làm radio đồ lại nha quý anh chị. Đây, hộp số của nó là ABCD. Gài cầu nè, BTO nè, số sới nè. Đó. Tốc bi rồi anh tính làm lại, nhưng mà anh chị nào muốn làm thì em sẽ làm luôn cho nha. Làm lại cho nó đẹp. Nhưng mà CD nghĩ lại thì vẫn chưa làm. Còn đang phân vân chưa biết làm sao. Đó, vô lăng đây. Hộp số của nó là có 1 2 3 4 nè. R nè, nhanh chậm 2 tầng, là tổng cộng là 8 4 16 16 số ha. Vi sai là có vi sai trước và vi sai sau đầy đủ. Ấy chữ vô mai fit nhẹ lại một số chi tiết nữa quý anh chị nha. Cầu bọng là khô ráo sạch sẽ, không xì dầu chảy nhớt gì hết ha. Tốc độ của nó là 30 km/h nha. Số cơ bên cơ, gài cầu cơ cũng như là mọi thứ cơ toàn bộ thì em đã quay cho quý anh chị coi rồi đó. Số sới của nó là có hai cấp độ sới là 550 và 750 đó. Rất là đẹp, anh chị có thể nhìn cận cảnh hơn nha. Máy nổ cực kỳ. Bây giờ để dê cho nhà đi, mai fit thêm 1-2 cái nữa như là xong, sạch sẽ bên trong bên ngoài hết. Gắn cái bồi nóc rồi vô cho nó đẹp đẽ ha. Đó. Khỏi phải chê rồi, mọi thứ hết luôn, hoàn hảo hết. Chỉ có bình mới nhất, mới lọc gió lọc dầu gì là mới 100% luôn quý anh chị nha. Đó. Kèn điện đèn còi được gì là em làm lại nghiêm chỉnh ha. Đó, bình mới GS nè, lọc dầu thì cũng đã thay mới nè, không chị thấy không? Trả về đúng y như cái nguyên bản hiện trạng của nó lúc mà nhà sản xuất người ta sản xuất ra như quý chị. Thì tuy nhiên thì nó sẽ không có đẹp mà dạng là kiểu như là đẹp 100% như là như hãng người ta làm. Đó, mình làm thì trình độ của mình nó chỉ như vậy thôi, cố gắng hết mức có thể rồi quý anh chị. Đó. Thắng là thắng dầu. Đó, côn là côn cơ. Đề. Rồi, dây vô trong nhà lại, dây vô trong nhà đi. Đó. Số sới nè. Có mấy cái này chưa bổ sung chi tiết thêm. Tì mới chắc. Chụp sau đít rồi chưa? Đó, ok. Rồi, gắn cái lưới thông vô luôn rồi, dê vô. Dê vô mấy anh ba. Rồi, anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ nha. Chỉ 3XX thôi nha. Đã sở hữu được của em siêu mới rồi. Đó, còn ở bãi còn rất là nhiều xe, anh chị nào thiên chí thì trả giá được là bán nha anh chị nha. Đó. Lợi ích, lợi mỏng xíu xíu thôi là bán được rồi. Nó chưa vô khớp hay sao á, vô cái rảnh á. Rồi, xin chào tạm biệt quý anh chị nha.